Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2451, chẳng lẽ là vị động hư cảnh nào ra tay? Hồn lực hiện giờ của anh tuy rằng còn chưa đạt tới thất phẩm trung giai, nhưng bằng vào sự gia trì của Tiểu Thanh, không hề thua kém thất phẩm trung giai. Vừa rồi chỉ là một tinh thần lực đơn giản xung kích, những thị vệ kia toàn bộ tinh thần đều bị lạc. Trên mặt Diệp Dư Sinh nổi lên tức giận, sắc mặt đều đỏ lên. Bất quá lúc này anh ta cũng không dám xúc động, cắn răng nói, cha tôi là các chủ Bát Phương Các. Đường Tuấn nghe vậy, khuôn mặt kia dần dần thay đổi, đổi thành khuôn mặt vốn có. Là ông, Dược Đường, Diệp Dư Sinh mất giọng nói. Đường Tuấn cười nhạt, tinh thần lực hướng Diệp Dư Sinh xung kích qua. Thật lâu sau, những thị vệ tinh thần lạc lối kia ai nấy đều tỉnh lại. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tôi lại có thể không chết. Giật mình một lát, những thị vệ này mới kinh hô lên. Thiếu gia, bọn họ lúc này cũng nhìn thấy Diệp Dư Sinh giống như tượng đá đứng sừng sững trong hư không, vội vàng hô. Nhưng Diệp Dư Sinh thờ ơ, giống như không nghe thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiếu gia, có một thị vệ đưa tay chạm vào Diệp Dư Sinh. Nhẹ nhàng chạm vào, Diệp Dư Sinh giống như điêu khắc bằng cát, trong nháy mắt hóa thành bột phấn vụn. Rất nhiều thị vệ sững sờ tại chỗ, hoảng sợ nói, thiếu gia, chết rồi. Một đám thị vệ sững sờ tại chỗ, niềm vui nhặt được một mạng triệt để tiêu tán, trong ánh mắt một đám tràn đầy vẻ hoảng sợ. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, xa xa bay tới mấy bóng dáng, trong đó có hai người chính là trưởng lão Khúc cùng trưởng lão Cố của hội đấu giá Liễu Sơn. Trưởng lão Khúc nhìn thấy bộ dáng của bọn thị vệ thì nhíu mày quát, thiếu chủ các người đâu? Lúc nói chuyện, ông ấy nhìn lướt qua sân khấu, không phát hiện Đường Tuấn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thực lực của người nọ hẳn là sẽ không tồi như vậy đi, một hồi công phu đã bị Diệp Dư Sinh đánh chết. Lần này ông ấy cố ý mang theo trưởng lão Cố, hơn nữa tính toán thời gian, chính là xuất hiện khi Đường Tuấn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thiếu chủ đã chết, có thị vệ lẩm bẩm nói. Cái gì? Sắc mặt trưởng lão Khúc đột nhiên biến đổi, tinh thần ông ấy càn quét chung quanh, lập tức phát hiện Diệp Dư Sinh lưu lại khí tức linh hồn. Chỉ là lúc này khí tức linh hồn này đang tiêu tán rất nhanh. Chính là tu sĩ linh hồn tử vong, dấu hiệu quay về của linh hồn trở về với trời đất. Trong lòng trưởng lão Khúc run lên, nói ai giết? Chẳng lẽ là vị động hư cảnh nào ra tay? Diệp Dư Sinh thân là con trai duy nhất của các chủ Diệp, trên người có vô số bảo vật. Cho dù là cảnh giới hợp thể đỉnh phong cũng không thể giết chết anh ta trong thời gian ngắn như vậy. Khả năng duy nhất chính là tu sĩ động hư cảnh ra tay. Mấy thị vệ nhìn chằm chằm trưởng lão Khúc, hung tợn nói chính là người kia. Hội đấu giá Liễu Sơn các người cho chúng ta tình báo giả, hại chết thiếu chủ. Làm thế nào có thể là anh ta rõ ràng vừa mới đột phá, không có khả năng có loại thực lực này. Trong lòng trưởng lão Khúc khiếp sợ, không thể tin được. Nhìn đông đảo thị vệ có biểu tình hung ác, trong lòng trưởng lão Khúc thầm kêu một tiếng không tốt. Chương 2452, tôi cần một lời giải thích. Trưởng lão Cố ở một bên cũng lộ ra vẻ mặt bất an, truyền âm cho trưởng lão Khúc, hỏi tên kia đâu. Chỉ cần đem cậu ta tìm ra giao cho các chủ Diệp, đến lúc đó cũng không trách được trên người chúng ta. Trưởng lão Khúc lắc đầu, nói, không phát hiện ra cậu ta. Các chủ của chúng tôi đang trên đường tới. Các người nghĩ muốn nói với ông ấy như thế nào đi? Mấy thị vệ lạnh lùng nói. Trưởng lão Khúc cùng trưởng lão Cố liếc nhau, trong lòng thầm than một tiếng, lúc này thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Qua không bao lâu, một trận uy ép khủng bố tràn ngập trong trời đất, không gian xuất hiện từng trận gợn sóng. Một bóng dáng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, chân ông ta đạp hư không, tựa như ma thần áp bách đến mức tất cả mọi người đều thở không nổi. Chủ nhân, mấy thị vệ cung kính nói. Các chủ Diệp, trưởng lão Khúc cùng trưởng lão Cố đồng thời hành lễ. Bóng dáng kia không chút để ý tới mọi người, chỉ là nhìn nơi Diệp Dư Sinh đã biến mất. Bầu không khí bị đàn áp đến cực điểm. Tôi cần một lời giải thích, các chủ Diệp trầm giọng nói. Chủ nhân, chúng tôi. Mấy thị vệ trái tim co rụt lại, bọn họ vừa định nói chuyện, nhìn thấy các chủ Diệp nhìn về phía bọn họ. Tầm mắt tựa như đao phong lạnh như băng, mang theo một cỗ khí tức sắc bén vô cùng. Chức trách của các người chính là bảo vệ thiếu chủ. Hiện tại con trai ta đã chết, các người cũng đáng chết.
các chủ Diệp bình tĩnh nói. Dứt lời, trên mặt mấy thị vệ kia đồng thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sau một khắc, gần 10 thị vệ thân thể toàn bộ phân liệt ra, giống như là bị lưỡi đao vô hình xẹt qua. Thân thể mỗi thị vệ đều chia làm 10 khối, máu tươi từ không trung chảy ra, tựa như một thác nước đỏ như máu. Bang bang! Thi thể của gần 10 thị vệ rơi xuống đất, phát ra tiếng ồn nhỏ. Thác máu tuy rằng đã biến mất, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Trong lòng trưởng lão Khúc cùng trưởng lão Cố nhảy dựng lên. Đây là thực lực của các chủ Diệp sao? Một ánh mắt gần nhanh chóng hạ gục 10 vị cường giả cảnh giới hợp thể. Nói đi, thanh âm các chủ Diệp vẫn bình tĩnh như cũ, giống như là cái gì cũng không làm. Nhưng càng như vậy, trong lòng trưởng lão Khúc cùng trưởng lão Cố càng thêm sợ hãi. Các chủ Diệp, chuyện này, trên trán trưởng lão Khúc toát ra mồ hôi lạnh, do dự. Diệp lão quỷ, ông muốn làm gì? Lúc này, hai bóng dáng từ xa sóng vai mà đến. Đồng dạng chân đạp hư không, khí thế cực mạnh, chính là hai người Phục Tuyền và Liễu Sơn. Liễu Sơn bảo vệ trưởng lão Khúc và trưởng lão Cố ở phía sau, nhíu mày nói, Diệp lão quỷ, con trai ông chết tôi có thể lý giải, nhưng chuyện này có quan hệ gì với người của hội đấu giá Liễu Sơn tôi? Các chủ Diệp nhìn hai người, ngữ khí dần dần lạnh lùng, nói tôi vừa rồi tiến hành tìm kiếm linh hồn mấy thị vệ, nếu như không phải các người cho dư sinh tình báo sai lầm, nó làm sao có thể chết? Lão già này, Liễu Sơn thầm mắng một tiếng. Chương 2453, tìm được cậu ta rồi. Phục Tuyền thở dài nói, chuyện này chúng tôi cũng không ngờ tới. Các chủ Diệp trầm giọng nói, hai người các ngươi tính kế một tiểu bối như thế, muốn mưu đồ cái gì? Liễu Sơn cùng Phục Tuyền liếc nhau, cũng biết lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp bình ổn lửa giận của các chủ Diệp. Do dự một chút, Phục Tuyền đem chuyện đá linh hồn nói ra. Ánh mắt các chủ Diệp chợt sáng lên. Nói, ông nói tiểu quỷ kia biết một chỗ đặc thù chứa đựng đá linh hồn, chỉ cần 100 năm là có thể hình thành đá linh hồn. Phục Tuyền gật gật đầu. Các chủ Diệp trong mắt lộ ra tham lam nồng đậm, nói, nếu như hỏi ra chỗ kia, tìm được đá linh hồn chúng ta chia đều, chuyện này tôi sẽ không truy cứu. Phục Tuyền thở phào nhẹ nhõm, ba người chia đều vẫn còn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Ông nói, được, nếu tìm được đá linh hồn, ba người chúng ta mỗi người chiếm 1/3. Các chủ Diệp cười lạnh một tiếng, nói, xem ra ông hiểu lầm ý tôi là tôi chiếm 5 phần, hai người các người chiếm 5 còn lại. Chia đều như vậy. Phục Tuyền cùng Liễu Sơn đồng thời lộ ra vẻ tức giận, âm thầm truyền âm. Đại ca, Diệp lão quỷ này quá tham lam, một câu nói phải lấy đi 1/2 đá linh hồn. Liễu Sơn không cam lòng nói. Thực lực của ông ta so với chúng ta mạnh hơn, tạm thời không nên ra tay với ông ta. Phục Tuyền khuyên nhủ. Được rồi, chúng tôi hứa với ông. Phục Tuyền gật đầu. Ha ha ha, thống khoái. Lão phu chết một đứa con trai lại có được nhiều tài phú như vậy, cũng không lỗ. Các chủ Diệp cười to. Thật sự là một tên điên. Tất cả mọi người ở đây khẽ nhíu mày. Phục Tuyền nói, chẳng qua người nọ không biết chạy trốn đi đâu. Hồ hỏa viêm lớn như vậy, anh em chúng tôi là không có cách nào, chỉ có thể dựa vào các chủ Diệp. Các chủ Diệp ngạo nghễ cười. Tâm niệm ông ta vừa động, một hồn thể giống như bộ mặt của ông ta xuất hiện giữa không trung. Bản thể linh hồn cao chừng mấy chục trượng, giống như chân đạp hư không, người khổng lồ trên bầu trời xanh. Chỉ là nửa bên phải của bản thể linh hồn này thiếu gần 1/3, thoạt nhìn có thêm vài phần dữ tợn đáng sợ. Phục Tuyền thấy cảnh này, trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ, xem ra lợi dụng bán hỏa vũ đan thu thập đá linh hồn làm cho thương thế của ông ta khôi phục rất nhiều. Nếu như thương thế linh hồn của ông ta chữa trị toàn bộ, chỉ sợ sẽ trực tiếp bước vào động hư cảnh đi. Bản thể linh hồn của các chủ Diệp giống như có thể nhìn thấu ảo ảnh, bỗng nhiên nhìn về phía một nơi nào đó. Bản thể linh hồn vừa thu lại, các chủ Diệp dẫn đầu bay về phía đó, nói tìm được cậu ta rồi. Phục Tuyền cùng Liễu Sơn nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, Đường Tuấn đã ở ngoài 10 vạn cây số, anh còn không biết các chủ Diệp đã thông qua bí thuật tìm được tung tích của mình. Không thể tưởng được tinh thần lực của Diệp Dư Sinh yếu như vậy. Trong lòng Đường Tuấn âm thầm cảm khái. Anh rất đơn giản xung kích tinh thần một cái, Diệp Dư Sinh ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được thì chết. Chương 2454, điều đó có khả quan không? Hiện giờ Tiểu Thanh,
Tiểu Kim đều đã ổn định lại, kế tiếp mình phải chuẩn bị phương pháp châm cứu lần thứ ba. Đường Tuấn vừa chậm rãi bay, vừa tổng hợp ở trong lòng. Tinh thạch hỏa mẫu, bách hà căn, lá thiên thu. Các loại bảo vật cần thiết cho phương pháp châm cứu thần bí xẹt qua trong đầu Đường Tuấn. Chỉ cần hơn 10 loại bảo vật, mỗi một loại đều xứng đáng là vật quý nhất. Ví dụ như tinh thạch hỏa mẫu, một khối tinh thạch hỏa mẫu lớn bằng đầu ngón tay có thể làm cho người tu hành cảnh giới hợp thể của hệ hỏa đột phá động hư cảnh với tỷ lệ thành công đạt tới 90%. Còn có thể dùng để đoán tạo thiên khí. Có thể nói một khi xuất hiện một khối tinh thạch hỏa mẫu, đủ để cho vô số người tu hành điên cuồng. Mà những bảo vật khác, gần như cũng không kém tinh thạch hỏa mẫu. Đường Tuấn không khỏi đau đầu, nhiều bảo vật như vậy, muốn gom đủ chỉ sợ không biết đến năm nào tháng nào. Lúc này, Đường Tuấn chợt nhướng mày, nhìn về phía không gian phía sau. Chỉ thấy ba bóng hình như ánh sáng bay về phía anh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói ra nơi có đá linh hồn, sẽ cho cậu được thống khoái. Hai thanh âm liên tiếp gần như đồng thời truyền đến. Đường Tuấn không chút do dự, trực tiếp bay về phía hồ hỏa viêm. Nếu như chỉ là đối mặt với một vị các chủ diệp, anh có lẽ còn có thể có ý nghĩ tỉ thí một hai. Nhưng hiện tại đối mặt với ba vị cảnh giới hợp thể đỉnh phong, anh cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể lưu lại. Về phần kỹ năng dịch chuyển tức thời, anh càng không dám thi triển trước mặt ba người. Một khi tin tức anh ở cảnh giới hợp thể có thể dịch chuyển tức thời truyền ra ngoài, đến lúc đó đuổi giết anh cũng không phải là ba vị cảnh giới hợp thể đỉnh phong, động hư cảnh đỉnh phong đều có khả năng. Ha ha, dám chạy vào hồ hỏa viêm, thật sự là tự tìm đường chết. Các chủ diệp cười khinh miệt, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua Phục Tuyền cùng Liễu Sơn. Sắc mặt Liễu Sơn âm trầm như nước, nói, đại ca, diệp lão quỷ đối với hồ hỏa viêm rất quen thuộc, tốc độ lại nhanh hơn chúng ta, chỉ sợ rất nhanh có thể bắt được tên kia. Đến lúc đó nếu ông ta hỏi ra vị trí đá linh hồn, lại không nói cho chúng ta biết, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt Phục Tuyền cũng không dễ nhìn, bởi vì khả năng này là rất lớn. Chỉ hy vọng tên kia có chút bản lĩnh, đừng để diệp lão quỷ nhanh như vậy bắt được, nói như vậy chúng ta còn có cơ hội. Phục Tuyền nói. Liễu Sơn nghe vậy, lắc đầu, có chút không cam lòng. Điều đó có khả quan không? Tên kia sợ là ngay cả một chiêu của diệp lão quỷ cũng không ngăn được. Liếc mắt một cái nhìn lại, chung quanh là lửa vô tận, giống như đang ở trong một rừng lửa. Tinh thần lực Đường Tuấn lan ra, lông mày nhíu lại. Trong hồ hỏa viêm, tinh thần lực của anh cũng bị áp chế rất nghiêm trọng, phạm vi lan rộng chỉ bằng 1/10, đại khái cũng có bộ dáng gần 3 vạn cây. Về phần dịch chuyển tức thời, mặc dù bị ảnh hưởng nhất định, phạm vi dịch chuyển tức thời thu hẹp lại rất nhiều, nhưng vẫn có thể sử dụng. Trong phạm vi tinh thần của anh, các chủ diệp đang không ngừng tiếp cận. Đường Tuấn đã sớm nghĩ ra đường sau, cho nên khu vực này đều là phạm vi ghi lại trên tấm bản đồ trên tay anh. Dựa vào gợi ý trên bản đồ, tốc độ của anh cũng không tính là chậm. Nhưng hiển nhiên các chủ diệp đối với khu vực này cũng rất quen thuộc. Các chủ diệp đuổi theo phía sau Đường Tuấn lại rất thoải mái, thậm chí còn rất vui vẻ, giống như đã biết vùng đất đá linh hồn vậy. Chương 2455, ha ha ha, ngoan cố chống cự. Tôi tu luyện công pháp ở trong hồ hỏa viêm bị áp chế tương đối nhỏ, dựa vào tinh thần lực có thể dò xét phạm vi 5000 cây xung quanh, chỉ cần ở trong phạm vi này, cậu cũng đừng hòng chạy thoát. Dựa vào một tấm bản đồ mà dám xông vào hồ hỏa viêm, thật sự là người vô tri không sợ. Cho dù tinh thần lực của cậu so với tu sĩ bình thường mạnh hơn, nhưng ở trong hồ hỏa viêm chỉ sợ cũng chỉ có thể dò xét phạm vi 1000 cây. Chút khoảng cách này, tùy thời đều có thể lấy mạng của cậu. Các chủ diệp rất tự tin, giống như mèo vờn chuột vậy. Trong hồ hỏa viêm, cảm giác tinh thần lực cường đại có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm trước. Mà tinh thần lực của các chủ diệp trời sinh cường đại, cho dù bị thương, vẫn như cũ so với tu sĩ cảnh giới hợp thể đỉnh phong mạnh hơn không ít, đây cũng là nguyên nhân ông ta dám trực tiếp vọt vào. Cơn bão hỏa viêm. Lúc này, sắc mặt Đường Tuấn ở phía trước đột nhiên biến đổi. Trong cảm giác của anh, phía trước cách anh 2 vạn cây, một cơn bão do các loại lửa tạo thành đang nhanh chóng tiến gần về hướng anh. Cơn bão hỏa viêm bao trùm gần 2000 km và tiếp tục mở rộng. Loại cơn bão hỏa viêm này là một trong những nguy hiểm phổ biến nhất của hồ hỏa viêm, chẳng qua cơn bão hỏa viêm lớn như vậy vẫn rất hiếm thấy. Nơi cơn bão hỏa viêm đi qua,
không gian đều bị xé rách, lộ ra một khu vực hoàn toàn hư vô. Đường Tuấn vốn định đi đường vòng, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, không biết ông ta có thể chịu được cơn bão hỏa viêm hay không. Trong lòng nghĩ tới những điều này, anh ngược lại ra tốc bay về phía nơi cơn bão hỏa viêm. Ha ha ha, ngoan cố chống cự, các chủ Diệp thấy thế, cũng tăng nhanh tốc độ. Phạm vi hai người không ngừng tiếp cận, đã không tới 5.000 cây em. Các chủ Diệp cười to nói, cậu xong rồi. Đường Tuấn cũng lớn tiếng nói, ông xem rõ rồi nói sau đi. Các chủ Diệp khó hiểu, nhưng sau một khắc sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi. Cơn bão hỏa viêm khổng lồ lúc này đã mở rộng ra bán kính 3.000 cây em, xuất hiện trong cảm giác của ông ta. Lửa ở xung quanh giống như bị hấp dẫn, toàn bộ hướng về cơn bão hỏa viêm lướt qua, làm cơn bão hỏa viêm lớn mạnh hơn. Cái này. Đối mặt với cơn bão hỏa viêm khổng lồ như vậy, trong lòng các chủ Diệp run lên, ông ta nhìn bóng dáng Đường Tuấn phía trước, nói tên kia chẳng lẽ cảm ứng trước. Nhưng ngay lập tức ông ta từ chối phỏng đoán này. Một tên tinh thần lực dò xét không quá 1.000 cây em, làm sao có thể sớm tìm hiểu được cơn bão hỏa viêm. Các chủ Diệp, ông dám đuổi theo không? Đường Tuấn quay đầu lại nhìn thoáng qua các chủ Diệp, cười lạnh nói. Nói xong, anh không chút do dự vọt vào phạm vi cơn bão hỏa viêm. Vẻ mặt các chủ Diệp thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Cơn bão hỏa viêm khổng lồ như vậy đã có thể tạo thành uy hiếp đối với ông ta, nhưng dù sao Đường Tuấn cũng liên quan đến bí mật của vùng đất có đá linh hồn, ông ta cũng không muốn buông tha. Cuối cùng, lòng tham đối với đá linh hồn khiến các chủ Diệp kiên định quyết tâm, ông ta theo sát phía sau xông vào phạm vi cơn bão hỏa viêm. Ngọn lửa mãnh liệt mênh mông bao phủ thân hình hai người trong nháy mắt, cơn bão hỏa viêm càng lúc càng lớn. Mà Phục Tuyền cùng Liễu Sơn vẫn đi theo phía sau các chủ Diệp nhìn thấy cảnh này. Hai người họ có điên không? Cơn bão hỏa viêm lớn như vậy ngay cả động hư cảnh cũng sẽ trọng thương. Chương 2456, Dược Mỗ đã gặp các chủ Diệp. Trên người ông ta mặc áo choàng màu bạc là bảo vật cấp bậc vương khí, lúc này cũng bốc cháy lên. Không đến một lát sau, quần áo trên người các chủ Diệp bị thiêu cháy 7-8 phần, chỉ còn lại mấy mảnh vải che mấy chỗ trọng yếu. Nhưng những ngọn lửa kia vẫn quấn quanh người ông ta như những con ấu trùng ruồi nhặng, bắt đầu thiêu đốt làn da của ông ta. Nhiệt độ cực cao thậm chí thấm vào trong cơ thể ông ta, làm cho nguyên anh trong cơ thể ông ta giống như đều muốn thiêu đốt. Ông ta thúc giục pháp lực, toàn lực chống cự, không chỉ phải chống lại những ngọn lửa này, mà còn phải chống lại sự cắn xé của cơn bão hỏa viêm. Những ngọn lửa này tuy rằng giết không chết ông ta, nhưng vẫn không ngừng tiêu hao pháp lực của ông ta. Đợi đến khi pháp lực của ông ta hao hết, sẽ bị xé rách vào trung tâm cơn bão hỏa viêm, ngọn lửa của hư vô lập tức có thể thiêu ông ta thành hư vô. Chết tiệt, mình đã đánh giá thấp cơn bão hỏa viêm này, các chủ Diệp rít gào trong lòng. Trước kia ông ta cũng từng xông vào trong cơn bão hỏa viêm vài lần, nhưng cũng không đáng sợ như vậy. Bằng thực lực của ông ta, trước kia đều có thể an toàn ra vào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ta dám đuổi theo Đường Tuấn xông vào cơn bão hỏa viêm. Nhưng lần này, ông mới phát hiện bản thân tính sai rồi. Cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ chết. Các chủ Diệp đột nhiên hối hận, vì đá linh hồn lại muốn đem mạng ném ở chỗ này. Đều trách thằng nhóc đáng ghét kia. Các chủ Diệp thầm hận trong lòng, tiếp theo lại là một trận khoái chí, tên kia sợ vừa tiến vào đã bị thiêu chết rồi. Nếu rơi vào trong tay mình, nhất định phải đem cậu ta thiêu cháy thành tro. Nửa ngày sau, cơn bão hỏa viêm này mới dần dần tiêu tán. Một bóng dáng từ trong cơn bão hỏa viêm bay ra, trên người ông ta quần áo không che thân thể, còn bám vào từng đóa hỏa nhi, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Người này chính là các chủ Diệp. Khí tức của các chủ Diệp suy nhược đến mức chỉ còn chưa tới 1/10 so với ban đầu, lúc này đang nặng nề thở dốc, nhìn cơn bão hỏa viêm trước mắt dần dần tiêu tán, vẫn còn sợ hãi. Ha ha ha, mạng mình không tuyệt. Các chủ Diệp vui sướng cười to. Cười một hồi, các chủ Diệp tự mình lắc đầu, thấp giọng nói, đáng tiếc không hỏi ra chỗ đá linh hồn, không nghĩ tới thằng nhóc kia còn có vài phần can đảm, chỉ là có can đảm cũng chôn thây ở chỗ này. Ông ta vừa nói xong, cơn bão hỏa viêm hoàn toàn tản đi. Một bóng người dẫm lên hư không, đứng ở nơi cơn bão hỏa viêm vừa tiêu tán. Các chủ Diệp thoáng cái đã nhìn thấy người nọ, kinh ngạc nói, làm sao có thể? Làm sao cậu ta có thể còn sống? Cái loại cơn bão hỏa viêm cấp bậc này,
ngay cả chính bản thân các chủ Diệp cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong, ông ta thật sự không có cách nào tin tưởng thằng nhóc cảnh giới hợp thể sơ kỳ lại có thể sống sót đi ra. Lúc này Đường Tuấn đã lộ ra dung mạo vốn có, bay về phía các chủ Diệp, hai người cách nhau mấy trăm thước nhìn nhau. Đường Tuấn mỉm cười nói, các chủ Diệp có thể sống, tại sao tôi không thể sống? Các chủ Diệp nhìn dáng vẻ Đường Tuấn, tức giận nói, là anh. Đại trưởng lão tân nhiệm dược đường của Độc Cô Cung. Đường Tuấn gật đầu, nói, dược mỗ đã gặp các chủ Diệp. Các chủ Diệp trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, khó trách cậu có thể còn sống đi ra từ trong cơn bão hỏa viêm. Có thể làm đại trưởng lão của Độc Cô Cung với tu vi không ở cảnh giới hợp thể, làm sao có thể là người bình thường. Dư sinh chết ở trong tay cậu, ngược lại không oan. Trong mắt Đường Tuấn dần dần toát ra sát ý. Chương 2457, tôi muốn chết như thế nào? Các chủ Diệp nói, cậu muốn giết tôi. Đường Tuấn nói, các chủ muốn giết tôi cũng muốn giết chết các chủ. Khí tức các chủ Diệp suy yếu đến cực điểm, chính là thời cơ tốt nhất để anh phản sát. Các chủ Diệp lắc đầu bật cười, nói, cậu cho rằng tôi hiện tại trọng thương, thì cậu có cơ hội sao? Ông ta còn chưa nói hết, thì đột nhiên ra tay. Tay phải siết chặt thành nắm đấm, mạnh mẽ đánh ra. Một chùm sáng màu bạc từ nắm tay các chủ Diệp bắn ra. Giống như Moses chia biển, biển lửa giữa hai người bị chùm ánh sáng màu bạc ngang nhiên chém ra. Chùm ánh sáng màu bạc trong nháy mắt đi tới trước mặt Đường Tuấn. Moses rẽ nước biển đỏ cứu dân Do Thái. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến, hiển nhiên không nghĩ tới các chủ Diệp lại đánh lén. Chẳng qua anh phản ứng cũng rất nhanh, tâm niệm vừa động, một tấm bia đá chắn ở trước mặt anh, chính là bia vạn giới đã lâu không sử dụng. Chùm ánh sáng màu bạc đánh lên bia vạn giới. Bùm! Chỉ ngăn chờ một lát, chùm sáng màu bạc xuyên thủng bia vạn giới. Cho tới nay, Đường Tuấn chưa từng gián đoạn công việc thăng cấp cho bia vạn giới. Nhưng cho dù như thế, hiện tại bia vạn giới cũng chỉ đạt tới trình độ cực phẩm linh khí, ngay cả vương khí cũng không phải. Làm sao có thể ngăn được một kích của cảnh giới hợp thể đỉnh phong? Mặc dù bia vạn giới chỉ ngăn chờ một lát, nhưng đối với Đường Tuấn mà nói đã đủ rồi. Đường Tuấn lắc người một cái, tránh thoát chùm sáng màu bạc, đồng thời tinh thần lực tản ra, thăm dò hướng các chủ Diệp trùng kích tới. Các chủ Diệp cảm ứng được tinh thần xung quanh dao động, đầu tiên ngẩn ra, chợt cười to nói, không hổ là đại trưởng lão Độc Cô Cung, tinh thần lực quả nhiên cường đại. Tu vi hồn lực của cậu sợ là sắp đạt tới thất phẩm rồi. Nhưng mà so với tinh thần lực với tôi, là quyết định ngu xuẩn nhất của cậu. Lúc nói chuyện, một cỗ tinh thần lực từ trong thức hải của ông ta tản ra. Tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một người khổng lồ mặc giáp che ngực, tay cầm thương bạc, cao chừng 5-60 trượng. Người khổng lồ giống như các chủ Diệp, đôi mắt to lớn nhìn Đường Tuấn từ trên cao xuống, thương bạc trong tay lóe sáng, âm thanh ầm ầm tựa như sấm. Nói đi, cậu muốn chết như thế nào? Âm thanh các chủ Diệp cuồng bá, lộ ra tự tin không gì sánh kịp. Ông ta trời sinh tinh thần lực cường hoành, bản thân lại là đan sư, hồn lực đã sớm đạt tới trình độ thất phẩm trung giai. Mặc dù linh hồn bị thương, dẫn đến hồn lực yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn vững vàng dẫm lên ngưỡng cửa thất phẩm. Sao có thể so sánh được với loại thất phẩm gà mờ như Đường Tuấn? Pháp lực của mình tiêu hao nghiêm trọng. Nếu như thật sự chiến đấu mà nói, mình không lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng tinh thần lực của mình lại không tổn hao bao nhiêu, thằng nhóc này lại dám so đấu tinh thần lực với mình, thật sự là muốn chết. Khóe miệng các chủ Diệp nhếch lên một nụ cười lạnh. Tôi muốn chết như thế nào? Đường Tuấn cười khẽ một tiếng. Ngón tay anh nhẹ nhàng điểm mi tâm một chút, một cỗ tinh thần lực càng thêm cường đại như sóng to ngập trời trào ra. Trong lòng các chủ Diệp bỗng nhiên run lên. Tinh thần lực cảm giác được một trận áp lực, sau đó cả người ông ta hoàn toàn bị chinh phục. Chương 2458 thôn linh hoa này rốt cuộc là cái gì? Đây đâu phải là lục phẩm, rõ ràng là thất phẩm hàng thật giá thật. Cho dù linh hồn ông ta không bị thương, chỉ sợ cũng không có biện pháp ngưng tụ ra loại tinh thần dị tượng cấp bậc này. Người khổng lồ tinh thần của Đường Tuấn nhìn xuống các chủ Diệp, tựa như cúi đầu nhìn con kiến hôi. Nói đi, ông muốn chết như thế nào? Đường Tuấn lạnh nhạt cười. Tôi cũng muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Hai chân các chủ Diệp nhũn ra, bỗng nhiên có loại cảm giác rất bất lực. Đối mặt với người tinh thần khổng lồ cao 200 trượng, ông ta thật sự ngay cả một chút ý nghĩ cũng không có.
Ông ta không chút suy nghĩ, xoay người bỏ chạy, tốc độ thậm chí vượt qua thời điểm đỉnh phong của ông ta. Quá chậm. Đường Tuấn nhìn các chủ Diệp, người khổng lồ tinh thần cất bước chặn đường đi của các chủ Diệp. Bay nhanh đến đâu, tôi có thể nhanh hơn một bước không? Dược đường, cậu đừng ép tôi. Các chủ Diệp nhìn chằm chằm Đường Tuấn, ngoan động nói. Đường Tuấn trầm giọng nói, ông đáng chết. Nói xong, người tinh thần khổng lồ một đạp dẫm xuống. Cơn bão tinh thần giống như thực chất hướng bốn phía trùng kích, lửa xung quanh đều như nến trong gió, giống như tùy thời đều có thể dập tắt. Đáng chết! Trong mắt các chủ Diệp lộ ra vẻ kiên quyết. Bàn tay ông ta mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện nửa đóa hoa. Nửa đóa hoa này lóe ra ánh sáng lấp lánh dị thường, so với kim cương còn rực rỡ hơn gấp trăm lần. Chỉ liếc mắt một cái là cảm giác được linh hồn giống như muốn trầm luân đi vào. Các chủ Diệp không chút do dự, há miệng nuốt nửa đóa hoa này xuống. Bùm bùm. Cơ thể các chủ Diệp bỗng nhiên bùng phát thành những đốm sáng vô tận, khuôn mặt mang theo một loại khí tức thần thánh. Làm cho người ta giật mình nhất chính là, người tinh thần khổng lồ của ông ta không ngừng biến hóa cao lớn. Trong nháy mắt vượt qua 200 trượng, cuối cùng lúc sắp tiếp cận 300 trượng dừng lại. Cánh tay các chủ Diệp chấn động, đem Đường Tuấn trở lại. Tuy rằng chiếm thế thượng phong, nhưng ánh mắt các chủ Diệp lại âm trầm như nước, nói tôi thật vất vả mới còn lại nửa đóa thôn linh hoa, chuẩn bị sau này đột phá mới dùng, lại lãng phí như vậy. Anh chết cho tôi. Lại là thôn linh hoa. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc. Thôn linh hoa này rốt cuộc là cái gì? Không đợi Đường Tuấn suy nghĩ. Người khổng lồ tinh thần của các chủ Diệp tay cầm thương bạc chém về phía Đường Tuấn. Trong sân nhất thời bao trùm một cơn bão tinh thần, so với lúc trước còn cường đại hơn gần gấp đôi. Đường Tuấn vội vàng tránh né. Tinh thần lực giao phong, không cẩn thận sẽ đả thương linh hồn. Cho dù anh có Tiểu Thanh, cũng không dám dễ dàng thử. Lúc này các chủ Diệp uống thôn linh hoa thật sự quá mạnh mẽ, sợ là đã vượt qua thất phẩm trung giai. Đường Tuấn cứng rắn tiếp nhận một chiêu của ông ta. Linh hồn nhất thời cảm thấy run rẩy, người tinh thần khổng lồ gần như không duy trì được, tùy thời có thể tán loạn. Tiên Thiên Thần Văn, Trấn. Chương 2459, dịch chuyển tức thời. Tâm niệm Đường Tuấn vừa động, một quả Tiên Thiên Thần Văn rơi vào mi tâm người khổng lồ tinh thần. Chính là Tiên Thiên Thần Văn, Diễm. Mặc dù không phải ngũ hành thần văn, nhưng ở loại địa phương như Hồ Hỏa Viêm, chữ, diễm, tiên thiên thần văn đồng dạng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Quả nhiên, tiên thiên thần văn chấn, người tinh thần khổng lồ của Đường Tuấn lập tức vững vàng. Tiên thiên thần văn. Các chủ Diệp nhìn thấy văn tự cổ xưa tự nhiên kia, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Ha ha ha, không nghĩ tới cậu lại có loại bảo vật tiên thiên thần văn này, chẳng qua cuối cùng đều là của tôi. Trong mắt các chủ Diệp tràn đầy tham lam. Lời nói vừa dứt. Ông ta phát động tinh thần công kích càng thêm hung mãnh mạnh mẽ, cơn bão tinh thần không ngừng bao trùm tàn phá bừa bãi. Có tiên thiên thần văn chấn trụ tinh thần, Đường Tuấn miễn cưỡng có thể địch lại các chủ Diệp, nhưng tình huống vẫn không lạc quan. Anh liên tiếp bại lui, bay về phía nơi sâu hơn của Hồ Hỏa Viêm. Đường Tuấn nhíu mày, không nghĩ tới vận dụng lực lượng tiên thiên thần văn vẫn không ngăn được các chủ Diệp, trong lòng anh đối với lai lịch thôn linh hoa càng thêm tò mò. Nửa đóa thôn linh hoa lại có thể tăng cường nhiều tinh thần lực như vậy. Lúc này cách Đường Tuấn cùng các chủ Diệp mấy vạn cây em, cánh cửa cung điện bị biển lửa vô tận bao trùm lại mở ra. Bà lão tóc buộc thành bím tóc đang đứng ở cửa cung điện, lông mày trắng như tuyết nhẹ nhàng nhướng nhích, thấp giọng nói, nhanh như vậy đã tới rồi. Cũng được, dung hợp thiên thiên thần văn này, hỏa chi đạo của tôi có lẽ có thể tiến thêm một bước. Nói xong, thân hình bà trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, bà lão giống như từ trong không gian trống rỗng đi ra, xuất hiện trên bầu trời Đường Tuấn và các chủ Diệp. Thân hình bà ta gầy gò, thoạt nhìn như bà già. Nhưng bà ta vừa xuất hiện, động tác của Đường Tuấn và các chủ Diệp đồng thời dừng lại, kinh hãi nhìn bà ta. Dịch chuyển tức thời, Đường Tuấn nhíu mày. Hỏa, hỏa bà, các chủ Diệp run giọng nói. Bà lão đứng ở trên cao, ngọn lửa cuồng bạo xung quanh nhất thời ôn hòa xuống. Giống như là đang tỏ vẻ thần phục với bà ta vậy. Hai tên kia lại dám quấy rầy tôi ngủ say. Âm thanh bà lão ức khàn khàn. Các chủ Diệp nghe vậy, vội vàng thu hồi người tinh thần khổng lồ, cung kính nói, hỏa bà tiền bối, vãn bối hiện tại đi.
Bà lão cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ đi. Ông thử bước một bước xem. Trái tim các chủ Diệp co rụt lại, khẩn trương đến cực điểm. Bà lão trước mắt tên là Hỏa Bà, là cường giả động hư cảnh đỉnh phong thành danh nhiều năm, thuật hỏa chi đạo xuất thần nhập hóa. Đã từng có không ít người gặp qua bà ta ở Hồ Hỏa Viêm, cho nên các chủ Diệp liếc mắt một cái liền nhận ra vị cường giả ẩn cư ở Hồ Hỏa Viêm này. Tên này hiện tại, thật sự là không hiểu một chút lễ phép. Bà lão lắc đầu, bà ta không có bất kỳ động tác nào, nhưng các chủ Diệp lại cảm giác được áp lực càng cường đại. Chương 2460 Dược Đường, cậu vẫn nên giao ra đi. Nghe Hỏa Bà nói, trong lòng Đường Tuấn giật nảy mình. Bà lão này tuyệt đối là cường giả cùng cấp bậc với Hoàng Triều Thần Đế, chủ điện Độc Cô Cung, chỉ cần trong lúc vô tình phát ra khí tức cũng làm cho anh gần như không sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu. Càng làm cho anh kinh hãi chính là, bà lão này lại là vì thần văn mà đến. Tiểu đạo hữu, cái thần văn này của cậu cho tôi như thế nào? Bà lão nhìn Đường Tuấn, trên gương mặt già nua lộ ra một nụ cười, chỉ là thoạt nhìn chẳng những không làm cho người ta có cảm giác thân thiết, ngược lại làm cho người ta cảm thấy càng thêm đáng sợ, đáy lòng phát lạnh. Sắc mặt Đường Tuấn hơi trầm xuống, bỗng nhiên trầm mặc lại. Tiên thiên thần văn chữ, diễm, này là do một vị cường giả địa cầu nhất mạch lưu lại ở lục địa man hoang, có ý nghĩa đặc thù. Nếu như mất đi trên tay anh, vậy thì chính anh không thể vượt qua được. Nhưng ở trước mặt cường giả bây giờ, anh căn bản trốn không thoát. Anh mà dịch chuyển tức thời, đối phương cũng sẽ dịch chuyển tức thời, không có một chút cơ hội. Các chủ Diệp ở một bên thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười trào phúng, trêu ghẹo nói, Dược Đường, cậu vẫn nên giao ra đi. Ông ta lại nói với Hỏa Bà tiền bối, người này cảnh giới tuy thấp, nhưng thực lực lại vượt xa cảnh giới, quả thực quỷ dị. Tôi hoài nghi trên người cậu ta có vật quý khác, thậm chí không chỉ có một cái thần văn. Tôi đề nghị Hỏa Bà bắt cậu tiến hành lục soát hồn. Các chủ Diệp nói xong, sắc mặt Đường Tuấn lại thay đổi. Bởi vì trên người anh quả thật còn có hai cái tiên thiên thần văn. Các chủ Diệp thấy thế, tươi cười trên mặt càng thêm đắc ý, thầm nghĩ, thằng nhóc này chết chắc rồi. Cho dù lão quỷ đan thông tự mình đến, cũng không giữ được cậu. Hỏa Bà cười nói, xem ra bảo vật trên người tiểu đạo hữu quả thật không ít, chuyến này lão thân xem ra không chạy đến vô ích. Tâm tình Đường Tuấn khẩn trương đến cực điểm. Thần sắc Hỏa Bà rét lạnh, nói, xem ra tiểu hữu không định tự mình giao ra, lão thân đành phải tự mình ra tay. Nói xong, bàn tay già nua của bà ta chậm rãi vươn ra. Chỉ là một động tác đơn giản, không gian đã bị phong tỏa hoàn toàn. Sau một khắc, tay Hỏa Bà bóp chặt cổ họng các chủ Diệp. Đường Tuấn vốn thúc giục pháp lực muốn đánh cược trước khi chết, nhưng nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Hỏa Bà. Các chủ Diệp đồng dạng giật mình, trên mặt ông ta còn lưu lại tươi cười, ánh mắt lại lộ ra khó hiểu cùng hoảng sợ, thanh âm khẽ run rẩy, nói, Hỏa Bà tiền bối, ngài có phải bắt nhầm người hay không? Tiên thiên thần văn ở trên người thằng nhóc kia. Bàn tay của Hỏa Bà mặc dù già và đầy nếp nhăn. Nhưng vừa bóp chặt cổ họng ông ta, thì các chủ Diệp cảm giác tất cả pháp lực của mình đều không thể thúc giục, tựa như thịt trên thớt, tùy ý để đối phương vuốt ve. Hai mắt đục ngầu của Hỏa Bà dần dần sáng ngời, nói, lão thân cũng sẽ không bắt nhầm người, dám đến quấy rầy giấc ngủ say của tôi, ông cũng phải chết. Chỉ thấy lòng bàn tay bà ta phun ra một đạo pháp lực, cả người các chủ Diệp hóa thành cho tàn. Đến chết, trong lòng ông ta vẫn tràn đầy khó hiểu cùng không cam lòng. Thu hồi bàn tay, nụ cười trên mặt Hỏa Bà càng thêm sáng lạn, đặc biệt là khi đánh giá Đường Tuấn trong mắt lại càng tỏa ra dị sắc, giống như tiểu hài tử đánh giá một món đồ chơi mới. Tiểu đạo hữu, cậu cũng nhìn thấy thủ đoạn của tôi rồi, hiện tại có thể đem thần văn giao cho tôi đi. Tôi có thể thả cậu bình yên rời khỏi Hồ Hỏa Viêm. Giọng điệu của Hỏa Bà mang theo một loại hương vị không thể nghi ngờ. Đường Tuấn thở dài, kiên định nói, xin lỗi. Tiên thiên thần văn này là do tiền bối tộc tôi lưu lại, tôi không thể giao ra, nếu không thẹn với di chí của tiền bối tộc tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2460.